Muốn giọng vô mặt này ghê luôn á ta. Nó là con vợ là con ở đỡ. Bình tĩnh nha, không có gì. Rồi, con vợ là con ở đỡ. Hai, ba. Con vợ. Là con vợ. Muốn sáng cái ly vô đầu mày luôn quá. Mày thiệt bực bội. Ma sắc nào gọi anh vậy? Ma sắc gì? Ma. Ma. Ma sắc ma. Ma sắc ma. Con nghe má ơi. Dạ rồi con biết rồi. Chiều nay con đi câu cá, về cho má nấu canh chua. Làm sao sẽ câu khá khá để cho má khỏi la con. Rồi, vậy thôi nha. Ê, má mày thích ăn hương đồng cỏ nội được ha? Cá đồng được. Ê, ai gọi mày vậy? À, bà nội tôi. Bà nội mày gọi bà nội, bà nội, chắc là bà nội dưới quê lên thăm à. Alo, con nghe nội. Tôi quánh không thấy mộ nội không giờ. Dạ, dạ, dạ. Nội dưới quê mới lên hả? Rồi, 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 con về liền với nội. Ê, ê, nội đừng có la, con về liền. Vậy nha nội. Dạ dạ. Nội dưới quê lên thăm. Tổng đài nghe nha. Alo, tổng đài 1088 xin nghe ạ. À. Ông nói đâu? Dạ bấm số 1 để gặp Điền Thồi Duyên, bấm số 2 để gặp cô Tiên Xanh, dạ bấm số 3 để nghe bị chửi. Dạ. Ê, nó bấm số 3 đúng không? Nó bấm số 3. Mày làm thêm hả? Làm thêm. Trời ơi, có dịch vụ này luôn ta. Rất là thành đạt em ơi. Mấy anh giờ phải lo gia đình rồi nữa, thôi anh về nha. Thôi bây giờ tổng đài cũng điện quá rồi, kẹt máy nhiều quá rồi, thôi đi về nha anh em. À, mấy anh thí dụ mình uống cà phê xong á mình trả tiền chứ. Em ơi, tụi anh lớn rồi, tụi anh ra đây tụi anh tư vấn cho em, không lẽ có ly cà phê em trả tiền cho anh không được, đúng không mấy anh? Tầm bậy. Mình lớn mà mình trả cho em bút có gì đâu. Bậy anh lắm. Làm gì phản ứng mạnh bậy vậy? Bậy lắm, sai lắm, nghe chưa?